Hello, lại là tôi đây, mẹ dưa hấu nhỏ. Đợt này thì dưa hấu đi gặp các cô bác sĩ hơi bị nhiều ấy. Cứ ốm liên miên, hết bệnh này lại đến bệnh kia. Đợt này sốt đúng chu kỳ mọc răng, rất dã chảy nhiều, nhưng lạ thay lại cứ sốt 38 độ rưỡi, 39 độ, có khi lại hơn 39 độ một chút. Thế là mẹ cho em đi kiểm tra luôn. Kiểm tra thì em bị sốt nhiễm khuẩn, đã thế chỉ số men gan lại còn cao. Vậy là các cô bác sĩ hẹn một tuần sau tái khám. Một tuần sau thì chỉ số lại còn cao hơn trước nữa chứ. Thế là lại đợi 2 tuần nữa để xem là có bị nghi ngờ nhiễm viêm gan C hay không. Thật may là sau khi tái khám lại thì em hoàn toàn bình thường. Cái này chỉ là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Vừa mới hết đợt ốm, chào tạm biệt các cô bác sĩ xong thì lại đến dịch tay chân miệng. Và một buổi tối đẹp trời thì trên chân đầu gối của bạn ấy xuất hiện những cái vết chấm li ti. Thì ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là em này bị sâu gióm hoặc là những cái lông của lá của con gì đó nó rơi nó rụng vào trong chân và nó gây nên mẩn ngứa thôi. Đến ngày thứ hai thì nó bắt đầu là nổi lên mụn nước, và cái thời gian này thì đúng cái đợt là tiêm vaccine của em, nên là khi mà đưa đi tiêm vaccine thì các cô bảo là nghi ngờ thủy đậu. Nghe thấy thế là mẹ cháu vội cho đi khám luôn, vẫn là cái phòng khám quen thuộc thì mẹ cháu hay cho đi khám ở Medcam ở Lê Hồng Phong. Từ hồi 2 tháng tuổi thì cháu đã đến đây để khám rồi, vì vậy là mẹ cháu khá là yên tâm. Tuy nhiên thì do đợt vừa rồi cháu bị lấy máu liên tục để làm các xét nghiệm viêm gan C cũng như là xét nghiệm nhiễm khuẩn, nên lần này lấy máu lại thì cháu vô cùng là đau và khóc thét lên, lại còn sợ nữa chứ. Nhưng mà thật may mắn, đợt này bạn chỉ bị cấp độ 1 thôi nên là được bôi thuốc và về nhà luôn.